Kêu ra coi. Biển đâu? Biển. Sao anh? Người thân của em, của bà kìa. Bà ra bà tiếp đi. Để đi còn đứng đây làm gì nữa. Đâu ơi. Trời ơi. Giờ này hết giờ tiếp khách rồi. Xin lỗi. Quản lý đâu? Dạ. Có chuyện gì không anh Vương? Ở đây. Ồ. Gì ạ? Không phải nói là khách hàng là thượng đế mà. Dạ đúng rồi. Sao vậy? Đem bia ra. Đứng đây làm gì nữa? Dẫn ổng đi chỗ khác đi. Giờ nửa đêm nửa hôm rồi. Ồn ào chút xíu rồi tôi báo văn phòng xuống bắt nhốt giờ. Nè, biết chủ quán ở đây với tôi có mối quan hệ gì không? Có tin là tôi nói với chủ á là đuổi ông không? Anh Phương, anh hiểu lầm rồi. Không có phải vậy đâu. Ý là vậy nè. Nè. Dạ, dạ. Không bao giờ nói không với khách. Ok. Ok, ok. Tức là vậy nè. Bây giờ nó trễ giờ quá rồi. Anh Vương, anh về anh tắm rửa, anh ngủ cho nó khỏe đi. Rồi á, hôm khác anh tới sớm sớm. Tôi hứa, tôi phục vụ từ A tới Z luôn. Không vui, không lấy tiền. Không gì hết. Mày vui, mày hạnh phúc, mày có nhớ người ta không hả? Không, mày làm gì hả? Tao không sợ mày đâu. Tao không sợ đâu, tao chẳng khô máu mày. Mày muốn cái gì hả? Mày muốn cái gì? Mày làm mày lên, mày quay ra. Tại sao mày không hùng tao bảo Yến? Mày quay hả? Mày quay không đó. Bữa nay là sao đây? Rồi có đau không? Tôi đỡ hơn là cái thằng quản lý nãy. Hay lắm. Từ nay anh lại làm tôi thất nghiệp rồi đó. Biết tôi á giúp cô rửa hận với cái thằng quản lý đó không? Cô nói đi, tôi sai chỗ nào khi mà tôi lo lắng cho cô nè, tôi bên giật cô nè, tôi còn bảo vệ cho cô nữa. Từ nay về sau tôi không biết sống bằng cách nào nè anh vệ sĩ à. Tôi nuôi cô. Ok. Tôi không biết tới bao giờ anh mới trưởng thành nổi đó anh Vương. Tôi chả là cái gì cả. Tất cả là giả dối. Phòng công tử đây hả trời? Ăn ở gì mà bừa bộn dưới vậy? Anh có sao không? Chịu dậy rồi đó hả? Tôi trật rồi kìa. Mà anh cũng hay thiệt á. Lần nào gặp tôi cũng đánh nhau á. Anh mà ở lâu với tôi xíu nữa thôi, chắc anh gây sự nguyên cả cái thành phố này luôn quá à. Tôi... Nè, nước chanh đó, uống đi cho tỉnh. Khỏi hửi. Ngày hôm qua anh cho chó ăn chè nguyên một đêm luôn, rồi xong ướt cả áo luôn. Tôi không thể cởi được nên tôi phải cắt nó te tét luôn. Sao chua lè vậy? Không có đường, uống đi cho tỉnh. Tôi xin lỗi về cái chuyện tối đêm qua nha. Thời gian này tôi có nhiều chuyện xảy ra rùm beng quá nên... Ủa, cái xảy ra nhiều chuyện cứ lại là đi nhậu hả? Rồi sáng hôm sau anh cũng phải giải quyết những cái chuyện đó mà. Rồi chuyện này tách chuyện kia, xong cái anh say cả đời luôn. Yến còn nhỏ, Yến không có hiểu đâu. Nè, tuổi tác không thành vấn đề ha. Tôi nhớ hồi xưa tôi có nốc nguyên bình rượu của ba tôi, vì tôi tưởng đó là chai nước ngọt. Cái sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đau đầu nguyên một ngày luôn. Rồi tôi không nhớ gì hết, rồi tôi không làm được gì hết. Đó, anh thấy có tốn thời gian chưa? Tốn nguyên một ngày chưa? Rồi ai trả lại cái ngày đó cho anh? Thì mình còn ngày khác, lo gì? Cô còn nhỏ, sao mà tiết kiệm thời gian dữ vậy? Không ngày nào giống ngày nào đâu anh ạ. Nếu là một ngày cuối cùng anh được gặp ba mẹ. Tôi còn nhớ đêm đó ba mẹ tôi sốt rất cao. Sáng hôm sau được đưa tới bệnh viện thì đã mất trong đó vì Covid rồi. Cố lên. Một lần nữa. 5, 6, 7, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mở. 1, 5, 6, 7, 8. Ok, mình nhanh hơn một lần nữa nha. 6, 7, 8, mở. 1, 2. Cái này ực mũi. Cười cười lên tắm đi. Ok. Thôi, tôi có phải select gì đâu mà cứ chụp hoài. Nè, cô nhìn đi. Nhìn tôi cũng xinh quá chứ. Cô xinh thiệt mà. Đấy. Ê, còn tấm này nữa nè. Nè, cô thấy chưa? Tấm này nữa nè. Mà đêm hôm trước trong phòng anh tôi thấy có một bức tranh. Tại vì tôi có cảm hứng nên phát bừa thôi ạ. Nhưng mà nếu cô thấy phiền thì tôi sẽ bỏ đi. Không có, tôi thấy đẹp. Đẹp hơn người ở ngoài luôn á. Mà giờ tôi mới biết anh là họa sĩ đó nha. Chưa, tôi chưa phải là họa sĩ, chỉ là đang tập tành vẽ vời thôi. Nhưng mà khi nào tôi vẽ xong tôi sẽ tặng cho cô. Tôi vinh hạnh vậy hả? Anh mà tặng cho tôi ha, tôi sẽ cất nó kỹ lưỡng. Đợi khi nào anh nổi tiếng, tôi sẽ bán nó, chắc chắn có giá. Xóm này có gì mà thương đến thế? Chào mừng anh đến với xóm vô gia cư của tụi em. Cứ để cho ông con phải sống cực khổ như vậy. Cuộc mưu sinh giữa chốn phồn hoa chỉ mới bắt đầu. Mời khán giả đón xem Dưới Bóng Bình Yên lúc 19:30 trên kênh HTV7.